Đây, bỏ cái hai cái thôi. Thấy đi. Đi mà gì? Ba ở đâu?
cô gái dân tộc, cô gái bán mua măng mà. Chua lắm không? Chua đâu bà. Con mới ngâm con mà. Chó thì nó tay như cắn khỏe thật đấy. Nhanh khiến tật xe. Không muốn nào, không muốn nào. Là mới mua đâu. Ý này là ở trong Việt Nam nó để chín tại vườn. Mua về.
Bà này mua nó đi tập.
bà đây mua đô này. Về ăn chuyến đất cổ. Vâng ạ.
Thank you.
Wow. Nhiều thế. Ui. Thank you.
Bíp. Mệt quá. Thank you.
Ui. Ăn chó đen đẹp. Quay đến cân này. Đây rắn bắt cho con to nhất đấy. Vâng. Thank you.
70.000 bạc. 70.000 hải sản không chị? Hải sản rắn quê đây, rắn đồng đây. Toàn tiền đô này nhỉ? Đẹp chưa? Nhiều tiền đô chưa? Nhập mắt lên nó lồng ra đấy. Nó gì chị? Ôi trời ơi. Mua cái gì hả chị?
Chị về đây. Đi vào đây. Đi đi. Có đồ ăn này. Đi. Rồi. Món yêu thích của mày, món kem yêu thích của mày. Chẳng quá. Bíp. Bíp bíp bíp. Ngon không? Đúng món yêu thích của mày luôn. Ăn đi. Ngon.